Hello, chào bạn. Chúng ta thường gặp nhau trong số đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018. Và chiếc xe mà tôi muốn gửi đến các bạn ngày hôm nay chính là chiếc Ferrari F430 Spider. Một chiếc Ferrari màu đỏ chính hiệu thuộc phiên bản kỷ niệm 60 năm thành lập của Ferrari năm 2007. Đến nay đã được 11 năm tuổi. Và một trong những chi tiết đặc biệt của chiếc này đó chính là thuộc lô nhập lậu của Dũng Mặt Sắt, được thanh lý năm 2017. Hiện nay xe thuộc sở hữu của đại gia chuyên thu mua những mẫu siêu xe cũ tại khắp Việt Nam và quy tụ với một gara cũng như cho thuê xe đám cưới cũng như sự kiện. Và sau đây chúng ta sẽ cùng kiểm tra một số chi tiết ngoại thất của chiếc Ferrari màu đỏ mang lại may mắn cho chúng ta trong năm 2018 này nhé. Đây chính là chiếc Ferrari F430 Spider, phiên bản kỷ niệm 60 năm của Ferrari. Màu đỏ rất là đẹp, nội thất cũng có màu đỏ. Chiếc xe này từng nằm trong kho tạm giữ của Bộ Công an cùng với chiếc Scuderia. Rất là đẹp. Wow. Dòng chữ F430 ở gương chiếu hậu. Nhanh chóng thu hút được những sự chú ý của người đi đường. Mọi người bắt đầu chụp ảnh cùng xe. Cản sau rất là đẹp. Cản sau thì những cánh chìa gió cỡ lớn, tổng ống xả kép đặt đối xứng hai bên, do những âm thanh rất là mạnh mẽ. Đây chính là phần động cơ của xe. Vỏ màu đỏ, đặc trưng của Ferrari, tuy nhiên đã bị bạc màu khá là nhiều. Các bạn có thể nhìn rõ hơn. Logo Ferrari. Phần môi mềm màu đen được xử lý khá là đẹp. Xe đang đỗ tại Metropole. Đây là bánh trước, kích thước 19 inch, cụm phanh màu đỏ Ferrari, nội thất bên trong màu đỏ, có logo phiên bản kỷ niệm 60 năm. Mình đã từng được ngồi bên trong chiếc xe này rồi. Lốp sau cũng là 19 inch, vành sau cũng là 19 inch, 5 chấu hình ngôi sao. Xe đã được đánh bóng nên trông rất là đẹp luôn. Một chiếc Ferrari cho số đầu tiên của năm 2018 rất là ý nghĩa. Mình cũng đang đi công chuyện một chút nên mình sẽ quay không quay nhiều. Hẹn các bạn vào ngày hôm sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Các bạn nhớ like, subscribe kênh YouTube của mình nhé. Thank you very much.